Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, diễn tập khu vực phòng thủ là một trong những nội dung đặc biệt quan trọng của công tác quốc phòng quân sự địa phương hàng năm. Sau huyện Hòa Vang, quận Liên Chiểu, với việc tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ cấp quận năm 2023 cũng như nhiệm kỳ 2020-2025. Từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 7, quận Thanh Khê đã tiến hành diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự. Diễn tập mang mật danh TK23 có đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ quận. Đây là cuộc diễn tập một bên hai cấp, có một phần thực binh nên tham gia tập cùng quận, còn có khung tập của phường Xuân Hà. Cái nội dung diễn tập và khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự của phường năm 2023 giúp cho cả hệ thống chính trị của địa phương nâng cao được cái kỹ năng xử lý tình huống cũng như là nhận thức các cái vấn đề khi mà địa phương có tình huống xảy ra. Năm nay Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ của quận Thanh Khê gắn với phòng thủ dân sự để bảo đảm cho việc lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng thì gắn với hoạt động khu vực phòng thủ trên địa bàn. Kết quả diễn tập của quận Thanh Khê năm nay đạt kết quả tốt và bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị. Thực tế, việc chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ là cả một quá trình thời gian dài với rất nhiều hoạt động khẩn trương, đa dạng theo trình tự và song song của cấp ủy chính quyền cùng ban ngành đoàn thể từng cấp. Điều kiện diễn tập thời gian ngắn chỉ 2 ngày rưỡi, nội dung tập chỉ là những vấn đề chính trọng tâm nên đòi hỏi mỗi cán bộ khung tập phải nghiêm túc, nghiên cứu, nắm chắc địa bàn cũng như vai trò nhiệm vụ của bản thân trong từng giai đoạn huấn luyện. Chúng tôi cũng gặt hái rất nhiều cái bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo cũng như triển khai các phương án kế hoạch qua cái thảo luận tại các cái hội nghị để thống nhất và ban hành nghị quyết, thì tôi nghĩ là từng cán bộ đảng viên trong khung tập và trong hệ thống chính trị sẽ rút từ bản thân mình rút ra rất nhiều cái bài học kinh nghiệm để từ đó là cái mình thiếu sót cái gì, còn tồn tại cái gì thì cần phải tập trung bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cũng như trình độ lý luận chính trị. Tôi luôn bám sát cái diễn biến, cái tình hình an ninh chính trị trên thế giới cũng như khu vực để đưa vào trong các cái nội dung thông báo tình huống cho người tập. Đối với ban chỉ đạo và khung tập các quận trong năm 2023 này, thì về nội dung tập trên các cái cương vị thì có thể nói rằng các đồng chí lãnh đạo quận ủy, huyện ủy rồi ủy ban nhân dân các quận huyện thì công chí chuẩn bị nội dung khá là kỹ và thể hiện cái vai diễn của mình trong xử lý các tình huống về chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng thì có thể nói là rất là sát. Tình hình thế giới, khu vực nói chung và trên địa bàn quân khu 5 nói riêng thời gian qua diễn biến phức tạp, dẫn đến tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn thành phố. Vì vậy, thông qua việc đưa ra các tình huống tập sát thực tế địa phương đã góp phần nâng cao một bước về nhận thức cho cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân về đường lối quốc phòng, chiến tranh nhân dân và nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình hiện nay. Thông qua diễn tập cũng kịp thời rút kinh nghiệm quá trình vận hành cơ chế lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở, điều chỉnh bổ sung hoàn thiện các văn kiện chiến đấu, kế hoạch chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.